Chào các bạn. Tình hình là lâu rồi chưa làm một sao VS 10 sao các bạn. Và cái series một sao VS 10 sao tụi mình thì cứ thay đổi địa điểm cho càng càng thú vị các bạn. Và tập hôm nay sẽ là một sao VS 10 sao phiên bản ở suối nha. Mà không phải là suối bình thường các bạn, suối là mình phải chơi suối Đà Lạt. Nó mới lạnh được các kiểu. Mình từng có clip là không sao 6 sao ở Đà Lạt các bạn. Clip đó thì nó đi khá là xa, xuống tới Nha Trang là khá là xa, rồi tới bột trộm các kiểu luôn và đặc biệt là cũng khá là lạnh. Hôm nay tụi mình có kinh nghiệm 1 sao 10 sao ở suối Đà Lạt, nhưng mà lần này suối nó sẽ ok hơn nha bạn. Hứa hẹn là nhiều cái để chơi hơn. Ok, trước khi bắt đầu video, bạn nào thích cái series 1 sao 10 sao tụi mình thì các bạn đừng ngần ngại nhấn like, đặc biệt là chia sẻ lên Facebook để cho nhiều bạn khác cùng xem các bạn. Và nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo nữa nha. Do 1 sao 10 sao là lần này là một sao có tới là 1 triệu để cắm trại luôn các bạn. Do Đà Lạt mà khá là lạnh các bạn, nếu cho nó 300k mỗi thằng nó ăn gói mì thêm tóc bạc nó trùm cái nữa cái shopper cũng vào bằng cứ ngắt luôn các bạn. Nên quyết định là hôm nay là một sao sẽ có 1 triệu để nó mua liều rồi các kiểu, còn 10 sao sẽ có là 30 triệu như thường lệ các bạn. Và hôm nay là chỉ có 6 người chơi thôi, chia làm 2 team 3-3 các bạn. Đà Lạt là phải kêu ông bà được gánh còng lưng, không thể nào mà một sao được các bạn. Thật sự là nó lạnh cực kỳ luôn. Bữa đó hình như là anh vô được 2 sao hay 1 sao gì á. Không, anh không sao. Anh 1 sao, em không sao. Đúng rồi, anh với em đã từng cái trải nghiệm với cảm giác đó lạnh khủng khiếp các bạn. Lửa mà mình hơ vô tai mình, tại mình kể cái mình nghe nổi da gà lên nè. Oh my god. Lạnh như kêu luôn. Lạnh lắm các bạn, suối Đà Lạt bao lạnh luôn. Hôm nay phải cố gắng bứt phá kêu ông bà gánh nha. Ok. Đầu tiên thì mình sẽ bỏ 6 cái lá hâm nha các bạn. Xào sơ cái. Sẽ bỏ vô đây. Xào lỡ lần nữa. Ăn với gì hai thằng nhỏ lại đứng kế nhau nữa. Mình quyết định là cho bên kia bốc trước đi ha. Tú mày Tú. Lần trước Tú mấy sao Tú? Lần trước em... 4 được sao gì hả? 1 sao anh. Vậy anh 1 sao mà. Có 6 sao à, em 6 sao là. Ok, giờ 1 sao em. Yeah. Ông bà gắm không nổi. Đại không? Em luôn. Đại luôn, sợ gì đúng không? Anh em 1 sao cái nào? 10 sao. 10 sao chắc rồi. What? Wow. No. Wow. Tiêu rồi, tiêu rồi. Còn có 2 tàu 10 sao thôi. Còn em em phải đảm nhận 10 sao rồi. Giống đảm nhận lắm. Rồi. Còn 1 sao nha. Dĩ cười. Ủa là bây giờ là còn có 1 tờ 1 sao thôi đúng không? Đúng rồi. Nếu anh nó bóc là ăn khỏi bóc đúng không? Dạ. Tiêu rồi, mình đừng có dọn vô 1 sao nha bạn. Đừng có dọn 1 sao nha. Ủa vậy hả? Tiền quê mất trời luôn bạn. 10 sao. Phải vậy chứ. Ông ba đổ. Vậy là còn 2 tờ cuối cùng. 1 tờ 1 sao và 1 tờ 10 sao. Ba hai đứa bóc cùng lúc cho ngầu ha. Dám nhường á, bóc à, bóc chứ đi. Vậy bóc ăn à, khỏi bóc. Đây. Rồi cái này giấu luôn. Gì em? À! Oh my god. Yeah. Đây số em theo luôn em. Oh my god. 50 mà cho vui dữ. À, em qua kia em ơi, em đi chơi với cái đội của em đi. Oh my god. Vậy là anh với em lúc không sao 1 sao đã lên đời. Dạ đúng rồi anh à. Đúng rồi, không lẽ không sao 1 sao lần nữa đúng không? Gái kết quả là đại nó đã được heo phe của hai thằng già trâu bạn. 10 sao 30 triệu để cắm trại bên suối lạnh teo thỏa mi luôn. Và kết quả là bên đây là Tú. Vĩ và Toàn. Đại ca gánh hết. Đại ca gì vậy? Đại ca phát biểu gì? Đại ca vô nước suối rồi đại ca. Đại ca mệt quá. Đại ca cần thở oxy chứ. Sao xui chứ là 50-50 mà lại bốc vô tờ này. Ok. Nói chung là bây giờ là mình sẽ kêu mấy thằng đại đi mua đồ ăn, đồ các kiểu và làm một chuyến từ Bình Dương lên tới Đà Lạt luôn bạn. Do há là xa nên có thể là sẽ không đồ ăn, có thể là không mua nhiều được cho lắm các bạn. Do vận chuyển xa quá lên đó thì hư hết luôn. Nên clip này chủ yếu là tụi mình biểu diễn kỹ năng thôi, chứ ăn uống thì đồ ăn thì nó không có hoành tráng cho lắm, các bạn không cảm nha. Và đặc biệt là cái series 1 sao 10 sao này thì lâu lâu tụi mình mới làm lần. Nhưng nếu clip này đạt đủ 300 ngàn lượt like thì mấy clip kia các bạn cứ 300 ngàn lượt like thì tụi mình chơi liền clip kế tiếp luôn. Ví dụ hôm nay mà mình đăng lên ngày mai đủ 300 ngàn lượt like là ngày mốt là có clip liền nha các bạn. Ok, bây giờ đi mua đồ thôi mọi người.
Rồi tình hình là mình đã giao cái trách nhiệm mua đồ ăn cho cu ăn rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ngồi đây chờ nó về mua đồ ăn và nó bắt đầu đi một chuyến Đà Lạt nha. Và trong thời gian chờ đợi nó đi mua đồ ăn thì mình sẽ ngồi đây chơi game thôi các bạn ơi. Mình vẫn tiếp tục chơi game Rise of Kingdom nha. Tình hình là Rise of Kingdom vừa mới ra cái nền văn minh mới các bạn, nền văn minh thứ 13. Và nền văn minh này chính là nền văn minh Ai Cập luôn các bạn. Với nền văn minh Ai Cập này thì chúng ta sẽ có thêm 3 vị chỉ huy mới luôn, rất là nổi tiếng của Ai Cập luôn, đó chính là Imhotep, Cleopatra và đặc biệt là Thutmose đệ tam các bạn. Ông đó là một vị pharaoh rất là vĩ đại của Ai Cập luôn các bạn. Cái nền văn minh Ai Cập mới này thì nó sẽ nghiêng về tấn công cung thủ và cái kiểu tấn công tập hợp các bạn, rất thích hợp để mình chiến đấu theo đội nhóm. Ngoài ra nền văn minh này còn có tăng thêm tốc độ nghiên cứu và xây dựng nữa các bạn. Khi chơi nền văn minh Ai Cập này thì chúng ta sẽ được hòa mình vào cái phong cách Ai Cập cổ đại các bạn. Những cái công trình, những cái kiến trúc gì đó đều y như hạt của Ai Cập các bạn, như kim tự tháp được các kiểu các bạn. Nói chung là kiến trúc là như là Ai Cập luôn. Nói chung là cái nền văn minh Ai Cập mới này thì nó có một cái điểm rất là nhỉnh hơn những cái nền văn minh khác các bạn, đó chính là phần thưởng nền văn minh rất là đỉnh cao và là một cái lựa chọn tốt nhất chơi Rise of Kingdom lúc này luôn các bạn. Phiên bản mới nhất này thì có thể là Ai Cập là lựa chọn rất là tốt các bạn. Còn bạn nào mà không phải là fan của Ai Cập thì các bạn vẫn có thể chơi 12 nền văn minh còn lại các bạn. Có 13 nền văn minh nhưng mà thì chúng ta có thể chơi các nền văn minh còn lại như là La Mã nè, Viking nè, Nhật, Pháp, Anh rồi các kiểu. Mỗi nền văn minh thì chúng ta sẽ có những cái vị chỉ huy của cái nước đó các bạn. Ví dụ như Alexander Đại Đế nè, Hành Cát Tư Hạng, Julius Caesar. Nói chung là Rise of Kingdom là một cái game chiến thuật, thời gian thuật luôn các bạn. Bạn nào fan của mấy cái dòng game này không thể bỏ qua nha các bạn. Khi chơi Rise of Kingdom thì chúng ta nên nhớ là phải tham gia vào những là liên minh nha các bạn. Chứ chúng ta chơi mình thì chúng ta sẽ rất là yếu. Khi tham gia vào liên minh á, chúng ta gom người rồi tập hợp liên minh rồi các kiểu thì chúng ta sẽ trở nên mạnh hơn và có thể là đi đánh chiếm và thu nhập tài nguyên của những liên minh khác các bạn. Chứ chơi mình thì yếu lắm. Nói chung là các bạn cứ rủ bạn bè đồ các kiểu và thành lập liên minh để chơi chung, vừa vui mà vừa mạnh đó nha bạn. Ok, nói chung là bạn nào muốn chơi cái này văn minh thứ 13 hoặc đơn giản là muốn chơi trải nghiệm Rise of Kingdom, game chiến thuật thời gian thật, các bạn nhắn vào link trong phần mô tả video và tải về chơi thử nha bạn. Đặc biệt là do cái bản cập nhật mới này thì chúng ta sẽ có thêm một cái mã code mới nha. Mã code thì mình để ở đây nè các bạn, trong phần mô tả video, nhắn vào nhập mã code để hưởng thêm nhiều phần quà mới cho này văn minh thứ 13 này nha bạn. Ok, bây giờ mình sẽ ngồi chơi và đợi cung ăn về và làm chuyến Đà Lạt các bạn ơi. Và đây tụi mình đã đến được một cái hồ suối của vườn của ba cam sai các bạn. Đây là một cái bãi cắm trại dịch vụ và có cả suối nữa. Đây Bảo quay suối các bạn. Nói chung là đây là một bãi cắm trại. Bạn nào mà có hứng thú mà vô đây cắm trại thì các bạn cứ nhắn vào cái phần Google Maps ở trong phần mô tả video nha các bạn. Mình sẽ để cái địa tọa độ nha các bạn. Ở đây thì là một cái bãi cắm trại dịch vụ các bạn, nên bên mười sao tụi mình quyết định là thuê hẳn một cái căn liều có sẵn luôn. Do chở đồ mà chở nhiều quá mình chở không được các bạn, đường thì khó đi được các kiểu nữa. Xe là mình không có vô đây được luôn các bạn, xe là mình phải để ngoài đầu đường. Chỉ nào xe bán tải ví dụ tới trong đây. Kết quả là tụi mình sử dụng liều của khu này luôn nha các bạn. Còn có liều nè, tấm tăng rồi mấy cái ghế kìa, có mấy đợi mình, mấy hoàng gia nó ngồi trong đó nha. Còn phía dưới đây là mấy thằng team một sao. Hôm nay là bên team Hường Văn một sao thì có tới 1 triệu để dành mua đồ nữa các bạn. Là mua những gì em review của em, build đồ các kiểu. Liều tự bung. Liều tự bung nhiêu? 379k. 379k. Đúng rồi. Rồi cái xanh xanh nó là cái gì? Cái này là cái mền. 99k. 99k. Rồi mớ này là mớ đồ ăn các bạn, để mình lấy bill ra coi. Đây là cái bill đồ ăn của bên một sao các bạn, nó mua là tổng cộng là 502.000. Phải 988-989 hả? Đúng rồi. Nói chung là cũng gần đủ 1 triệu luôn nha bạn, khá là ok nha. Kết quả là tụi nó sẽ có là ba chén sứ, bộ dĩa bằng giấy, kéo nữa vào với đũa một đống nữa luôn, xô thịt nướng, quát đợi có cà vang Đà Lạt nữa, rồi tương ớt, nước dầu, táo đốc kít, xúc xích, thịt heo. Và cuối cùng là một ổ bánh mì. Mì xẹp lép hả? Đi xa quá hả? Đúng rồi. Chở xa ổ mì xẹp lép luôn các bạn ơi. Nhưng mà bánh mì xẹp lép thì vẫn ăn được, không có sao hết. Nói chung là bên vòng sau là hôm nay là được đặt cách là tới 1 triệu luôn, xài khá là phung phí luôn nha bạn. Chắc lần sau là phải giảm xuống, một sao là 10k thôi. Tại vì mình biết là nghĩ nó rất là thích hay vào một sao không sao các bạn. Cái tặng sao gánh với em đó cho em. Rồi tiếp theo là mình sẽ review của bên 10 sao nha bạn.
Tụi mình thì có sẵn cái bên dịch vụ là có bên một cái tấm tan và cái liều màu xanh bên đó nha. Đầu tiên mình review đồ tụi mình mua trước. Đây là cái bộ shop do đi suối các bạn đem cái này để bơi cho thử coi bơi được hay không. Bộ shop Florentino nè. Rồi có đem dư khi một tấm tan các bạn, cái này đem dư luôn. Có tan rồi vẫn đem. Một bộ bếp nướng BBQ 900k. Đi chợ Đà Lạt thì thấy có bộ bầu cua các bạn, ăn nổi máu lên. Mua về thử nha. Rồi thấy cả bộ cờ vòng quanh thế giới, mua về luôn. Bay cúp này dành làm ly uống nước các bạn. Cái này là cái giường ship nè. Còn cái này là cồn than, túi ngủ, bộ cây chĩa dành nướng xúc xích các bạn. Đây là bộ này là bộ nhỏ hơn, cũng là để dành nướng xúc xích luôn. Tiếp theo là nước ngọt Sting, đóng nước ngọt luôn. Rồi nước suối luôn. Có cả chai vang ngọt Đà Lạt luôn nha các bạn. Đi Đà Lạt phải mua ghé ngang mua luôn. Bộ ấm trà, mền, ghế ship, bàn ship, bánh mì sandwich, dao, mayonnaise, xúc xích, đồ hôi rượu vang, trứng gà, lơi, táo, cam, bơ, tầm bóp là hù lù các bạn, dưa hấu, mít, sầu riêng, đũa và bánh ngọt. Phía bên kia thì đó là bàn ghế của bên dịch vụ luôn nha các bạn. Và lại cái đám đèn đó là của mình. Tiếp tục là cờ bạc. Bộ bài khổng lồ nha các bạn. Rồi tiếp theo là mình sẽ review liều bông cổ mà cái màu xanh xanh dương nha các bạn. Liều bông cổ này thì mình cũng có các bạn, nhưng mà màu kem. Chở nó bự lắm các bạn, rất là nặng luôn. Xe này không có đi được. Đi là phải đi xe bán tải mới chở nổi các bạn ơi. Đây bên trong liều thì chúng ta có sẵn hai cái niệm hơi. Rồi hai cái gối hơi, có sẵn hai cái mền nữa. Ủa có cả ấm trà đồ sẵn luôn các bạn ơi. Nước suối đồ sẵn luôn. Ca đồ sẵn luôn. Không gian bên trong thì đó xanh lè xanh láng luôn các bạn. Mình không biết là có sẵn nước suối, không có sẵn nước trà, bây giờ thổi mua các bạn. Nói chung là cái khu cắm trại này là bãi dịch vụ các bạn. Chúng ta sẽ có tour là tắm suối nè, đi hát nè. Có cả tắm suối nước nóng các bạn, ở đây là tự nhiên có suối nước nóng luôn. Rồi tham quan người ta trồng lúa, trồng bắp rồi các kiểu. Nói chung đây là một cái tour luôn, nhưng mà mình thì ưu tiên là cắm trại bên bờ suối, chủ yếu là suối thôi nha các bạn. Bạn nào mà đi muốn vô cái bãi này các bạn lưu ý là xe mà gầm hấp là đi không có được các bạn. Bán tải tới lên mới vô đây được nha. Cặp pháp tới lên là mình phải kêu xe ra rước mới vô được nha các bạn. Rồi đầu tiên là bên 10 sao tụi mình dựng trại trước nha các bạn. Rồi xong rồi. Rồi tiếp theo là sẽ review cái bộ ghế màu hồ rất là cá tính luôn nha các bạn. Ghế này ngồi được hai người lớn. Wow. Cho hai người để mình ngồi mà, ngồi thử coi em với em. Dạ. Ghế tình yêu. Trời ơi. Tình yêu của sự 10 sao mấy bạn. Trời ơi. Ủa này xếp sao hả? Trời ơi, tận hưởng cái nắng của Đắk Lắk nha các bạn. Rồi tiếp theo là review bánh ngọt nè. Trời ơi, lâu lắm rồi mới thưởng thức được cái nắng như vậy các bạn. Đây bánh ngọt này là cũng ăn mua em. Dạ. Ăn mua phô mai tiết muối với bạn. Nay là đồ toàn là ăn mua không. Còn sao lại ăn bánh ngọt uống với cơm bát kỹ ta. Dạ em idol anh Jack hả. Oh. Anh Jack là ai? Jack ba râu hả? Dạ đúng rồi. Thiên trưởng mới hả? Ai kia em nói dắt ba râu gì? Thiệt idol của anh mà. Người đầu tiên cãi hắn phụ nữ. Cậu này còn có miếng à, bỏ mấy bạn ơi. Mười. Ờ, nhục nhã như thế được. Rồi, vô. Ồ. Trà chiều các bạn, tiệc trà chiều. Vô. Cậu bạn. Ngon. Cậu bạn kia làm gì vậy? Dựng trại hả? Đúng rồi. Thấm dẫn em. Rồi giờ tới tem một sao dựng liều. Hai thằng đại mình AQ nó hơi bị kém mấy bạn. Mình sẽ dùng hết 300 AQ của mình để dựng cái liều này. Vậy mình phải để cho người ta đại ca mình tự dựng rồi. Mình chỉ đứng xem thôi. Rồi vậy là mình đã dựng xong cái căn penthouse một sao rồi nha. Vô nằm ở cái 3 hàng nằm vô không? Ở cái 3 hàng nằm vô cái đã tính tiếp. Trời ơi, nhìn rộng rãi quá. Quá là rộng rãi. Thoải mái quá. Biết sao không, Đà Lạt nó rất là lạnh đó mấy bạn. Ngủ chung như vậy nó ấm lắm. Nhưng mà mong tối nay Vĩ đừng dẫn mình đi chơi thôi. Và tình hình là mình có nhờ bên dịch vụ bển á, mua cho mình một cái con heo bản các bạn. Đây 25kg. Ken lại cái đầu editor rồi, hơi dữ ra. Và heo này là mình cứ đơn giản là để trên đây và quay vòng vòng thôi. Đây bé ăn đang quay đó bạn. Dạ. Bắt đầu thấy không mời 10 sao rồi nha. Đúng rồi, giờ bây giờ em ngồi đây em quay cho em. Dạ. Quay giờ là chính kêu anh vô ăn. Ok.
Trời được rồi, sắp đi rồi. Rồi cho mọi người có lại vậy. Vậy qua kia con nước không có đắt sao luôn. Không, không, không nè, nó vậy nè, từ từ đó. Rồi sau khi dựng trại xong thì tụi mình sẽ đi review hát nước nha các bạn. Đây tụi mình phải lội qua cái con suối. Qua cái con suối này mới tới được chỗ hát nước. Ủa cameraman đi làm gì đã các bạn? Cháu Hải, có làm gì kìa. Người anh công là tạo nó đi riêng đó em. Chỗ nó sâu tới háng luôn kìa. Rồi tiếp theo là tụi mình sẽ băng qua những cái cánh đồng bậc thang các bạn. Đây dưới đây là trồng lúa nè. Phía bên đây thì nó hấp hơn, nước chảy qua rồi nè. Bên đây đã cắt rồi. Còn phía tới đây cao hơn thì người ta trồng ngô và là bắp các bạn. Nói chung là làm một cái chuyến check-in khoảng 15-20 phút là tới cái hát nha các bạn. Wow, cảnh đẹp cực kỳ luôn các bạn. Rồi đang điên hồi tụi mình thấy được một cái hệ thống lọc nước nè các bạn ơi. Nước xả xuống liên tục luôn. Trải nghiệm đúng. Phải trải nghiệm anh. Uống thử cho con em. Cuộc sống là phải có những trải nghiệm. Sao sao? Mát lạnh không? Mát lắm anh. Còn nước đủ được không anh? Chảy hút từ sâu kìa. Ôi bạn ơi, đồ này đi lên suối đúng không bạn? Rồi sau khi đi một hồi tụi mình phát hiện là có một cái đập tràn khá là đã luôn bạn ơi. Nhưng mà tự nhiên cái dây điện lại hồng dưới nước là sao ta? Thấy không, thấy không? Tâu! Ôi đập em! Tâu! Ồ, an toàn rồi mọi người. An toàn ăn coi. Dạ, dạ, coi. Thử coi. Sau khoảng 20-25 phút đi check-in thì tụi mình tới các bạn. Rất là tuyệt luôn. Wow, đây là chỗ cắm trại lý tưởng luôn ta. Bãi cát quá như biển vậy. Wow, ở cái này đem cắm trại ra. Để ra, để ra nào, dịch phiêu cái nào. Có cá nữa nè, cá đâu. Như bãi biển với bạn. Thác này có nhiều tầng lắm nhưng mà tụi mình leo không có nổi bạn ơi. Với lại giờ là 4 mấy gần 5 giờ rồi. Nên tới đây là đủ rồi, giờ tắm nha bạn. Nên tốt phải hiện kỹ năng rồi đó. Và tụi mình lại tiếp tục sử dụng cái cây xốp này để dành bơi nha bạn. Và cây xốp này nó có một công dụng nữa, chính là để quýnh nhau các bạn. Đánh ra nó đã luôn nè. Đã không em? Đã. Không đau đúng không? Không. Đau lắm bạn. Và team mọi sao sẽ chiến đấu với bên một sao nha. Và đây là Lâm Kỳ đi tô kiếm sĩ hạt kem. Ôi trời, nhà thua, nhà thua, nhà thua, nhà thua. Chạy nhanh thôi anh. Em với anh là năng nhảy hát rồi. Rồi ăn biểu diễn tới em. Dạ rồi. Nhảy kiếm vậy nè. Ủa bị gì vậy, bị gì vậy? Nó vừa lỗ mũi. Ủa, à hiểu rồi. Nó nhảy xuống đó các bạn. Nước thấm vô ra miệng nó. Nó không có ngậm miệng ra được. Mình thôi bây giờ chúng mình đây nè. Bơi được mà nó bơi không được. Mệt quá. Rồi tiếp theo là mình sẽ biểu diễn ngâm trái cây tại suối rất là lạnh nha bạn. Lạnh cực kỳ luôn. Sao sao lại có 4 trái táo? Ôi. Tại sao lại có 4 trái táo? Số trời quá trời mà. Thế mình có 3 người. Trái này nó còn bị khuyết tật nữa các bạn. Tại sao nó lại có cái đuôi? Rồi ăn táo, ăn táo bạn ơi. Trời đi đường mệt mỏi. Một hút thì lại có táo luôn. Ở già lại có chuyện đó anh à. Vậy là tụi mình phải chia tiếp rồi. Ăn lon. Tại lon. Cảm ơn anh. Không sao làm gì vậy? Đi dọc. Này để chút rồi mình chia hàng lâu tiếp chứ là có dụng đó. Oh no, oh no. Lời. Lời lại bốn trái nữa, nào muốn kỹ, ăn muốn kỹ em. Ý trời anh ơi. Lỗi cái hộp anh ơi. Trời, vậy em trái. Ủa à? Dạ. Rồi lại trái nè. Anh nghĩ chơi mình. Lại trái nè. Rồi anh trái, trời ơi sao vui kỳ á. Vô chúc mừng vì 10 sao. Vô. Chắc là
cùng đánh chấp rồi thấy không? Ra vô một phần luôn. Tiếp theo là mít nha các bạn. Trời chi chuối mệt mỏi mà ăn thứ này rồi, tuyệt vời hết nè. Trời mạnh mẽ quá anh ơi. Mít tu nữ. Tính cho nó ăn cái vỏ nè, cái cùi này nè mà nó phá như vậy thì tốt. Bắt đầu đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 4 x 3 là nhiêu? 12. Lại dư 1 muối rồi. Trời ơi. Tội nghiệp quá. Bích. Rồi liêm sỉ đâu nữa bạn, không có liêm sỉ. Không có đồ ăn rồi lão còn liêm sỉ nữa nha bạn. Anh em mình chia ngọt xỉa bùi các bạn ơi. Trời ơi ngon nè. Đại ca mà đi xin đồ ăn vậy hả? Cầm cầm giùm tốt, cầm giùm. Món cuối cùng dưa hấu các bạn. Với 10 triệu lực chiến của mình thì mẹo bổ dưa hấu này là rất là dễ các bạn ơi. Thôi bạn ơi, đưa dữ giùm mà bạn ơi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, mấy muối à. Em giữ. Oh my god, dưa hấu vàng. Dưa hấu giống Nhật. Giống Nhật, giống Nhật là người ta bún. Sao nó cứng dữ hả? Người ta bún. Sao đâu? Giống Nhật là em thấy trên Nhật á, người ta bún cái là bể rồi. Oh my god. Đây theo kinh nghiệm coi tốt tốt quá 181 phút của mình thì mình phải ghim cái cây vô vậy đó các bạn. Bắt đầu. Trời ơi. Ê, ơi, 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 ơi. Đi ra, đi ra, ơi. Mấy bạn không nên làm vậy. Rồi. Rồi, cảm ơn nha. Đùa thôi. Rồi sau hồi chơi thì tụi mình quyết định là con phát phát cuối rồi đi về nha các bạn. Và bên bỏ là chỉ còn có hai thằng thôi. Lulu nữa, Zulu. Trời ơi, cứu tôi trời ơi, cứu tôi trời ơi. Rồi sau khi test kia tắm suối xong thì tụi mình con heo đã được quay sẵn luôn các bạn. 10 sao mà không có cần đụng vô cái gì hết các bạn ơi. Còn phía bên kia mấy thằng nhóc một sao làm gì vậy bây? Đang sọng đồ anh ơi, sọng tối anh ơi. Sọ bữa tối hả? Đúng rồi. Ăn giữa suối luôn. Đúng rồi. Rồi hả? Nhậu. Wow, nói chung là lao động là vinh quang nha các bạn. Thoải mái không sao hết. Ủa, giòn. Không giòn đâu. Không giòn. Giòn. Nhìn cái này là biết không giòn rồi. Thôi được rồi. Đầu tiên là tụi mình sẽ biểu diễn uống thử cái vang ngọt Đà Lạt nha các bạn. Uống rượu thì không biết uống nhưng mà review thì vẫn biết review các bạn. Ở trong đây nó có một cái nút bàn á các bạn. Chúng ta sẽ sử dụng cái đồ khui này. Mình chưa dùng bao giờ luôn, sẵn review luôn nha. Vậy ai có nhà hàng có bao giờ làm nè các bạn? Đây nè, mình dở hai cái càng nó lên các bạn, mình xoắn xuống. Bắt đầu mình sẽ bóp hai cái càng nó xuống. Đó, tự không đi dở hai càng lên nè, bắt đầu để xoắn xuống. Đó, bắt đầu mình để bẻ hai kẹo lên. Trời ơi, cameraman. Cục cục cục, sạn lên cái yêu kìa. Thấy chưa các bạn? Y như là chúng ta đi một cái khoang vậy các bạn. Khoang giếng. Nè, nhìn anh Lâm biểu diễn. My god. Em nghĩ là nó đã vô tay em rồi. Chuyên nghiệp quá anh. Trời ơi, anh Lâm mà. Ây. Ây da. Thôi, cái này. Không, nó năng ly vì 10 sao các bạn. Vô. Thử cái review nha. À, không được. À. Oh my god. Đúng là vang ngọt các bạn, nó có một cái hậu ngọt ngọt.
uống vô thì nó chát chát. Dù không biết uống gì chúng ta phải tỏ cái thành điệu nha. Tiếp theo là mình sẽ review heo quay da. Có vẻ giòn các bạn. Giòn. Không giòn đâu. Anh thêm khắc cho mấy em nghe nè, không giòn nữa. Nhìn là biết không giòn. Trời ơi, nó xì khói lên kìa. Trời ơi, nhìn nè, cái dao nó kêu rộp rộp như vậy mà không giòn. Nhìn là biết giòn rồi. Không giòn. Giòn. Tiếp theo. Nhìn là biết giòn rồi. Giòn. Giòn rồi. Giòn rồi. Ừ, không giòn chứ. Ờ, giòn. Nè, nhìn giòn nè mấy bạn. Oh my god, giòn tới mức mà nó cong cái mũi dao luôn nè. Nó cong cái mũi dao luôn rồi mà không giòn. Ok, mình sẽ review nha, xem giòn không nha mấy bạn. Nó giòn tới mức mà nghe cứng luôn chứ đừng nói giòn. Sao em? Giòn lắm. Ngon. Phần đùi hạt thông không giòn. Đây da. À, cho đại miếng da, miếng thịt chấm ở cái đại. Review. Trời ơi. Nhìn là biết mỏng nước rồi. Sao? Nó da da nữa, mọng nước á. Thôi, thôi ăn không thử rồi, chịu biết ăn không rồi. Nha vợ, thịt nó dai, ngọt thịt, không được các bạn. Chắc nước sốt nữa. Trời ơi, chung cay quá rồi. Thịt nó rất là chắc thịt luôn các bạn. Mỡ nó thì có một lớp mỡ như vậy nè. Đại biết mỡ không đại? Ăn luôn. À. Không béo nha. Không béo. Không béo luôn. Ừ, mỡ nó không béo. Ôi, em nghĩ là con heo này nó được tập gym nè. Ghê vậy. Ừ. Cái mỡ nó mỏng dẻo, mỏng dánh nè ha. Dạ. Căng chắc á. À, ekip cho chai cơm bát của anh Jack Ba Râu coi. Vang Đà Lạt chỉ thích hợp cho những người ở Đà Lạt bạn, tụi mình Bình Dương uống nước cơm bát của anh Jack Ba Râu nha. Vô. Vô. Rất là rách luôn. Vô nè. Năng thịt vô. Vô. Đúng là heo có heo bẻ các bạn. Cái lớp mỡ nó rất là mỏng đúng không? Dạ đúng. Lớp mỡ nó rất là mỏng mà không có béo. Ăn ngon lắm các bạn, rất ngon, nói chung là ngon. Con heo này 25kg là giá là 5 triệu nha các bạn. Bao gồm mình nướng sẵn giùm các kiểu cho mình luôn. Rồi món thì review tiếp theo sẽ là trái hù đồ các bạn. Hù đồ này trồng ở Nam Mỹ hay gì mà nó bự chà bá. Hù đồ Việt Nam mình nó có ngón út lại các bạn. Cái này nó bự như là cái ngón chân cái gì vậy. Ủa sao cái gì vậy? Ngọt chứ hả? Ngọt ngọt chua chua. Ngọt hành đó các bạn. Giống cà pháo á ta. Giống cà pháo nè. Bên trong nó hạt rồi quá trời các bạn. Đi với cà pháo vậy. Nước rồi mọng nước lắm. Đây mọng nước. Nó có hạt li ti rồi mọng nước. Ăn ngọt ngọt chua chua. Và có một cái mùi hương rất là lạ luôn. Rất là hù lù luôn nha các bạn. Đặc biệt là ở đây còn có một cái suối nước nóng các bạn. Sáng mai 5 giờ sáng là tụi mình sẽ lội ra suối nước nóng và review nha. Tắm vào buổi sáng suối nước nóng. Ăn sáng và suối nước nóng nha các bạn. Ok, nói chung là các bạn nhắn like mạnh tay để lần sau team 10 sao tụi mình lại hội ngộ nha các bạn. Chứ cứ thay đổi tự nhiên lúc thì lại chỉ thằng này vô, lúc thì chỉ thằng kia ra. Anh em vui xa nhau. Anh em là phải lần sau gặp lại á. Vô, dạ. Vô. Mãi là anh em. Anh em chí cốt. Hảo hết. Sau một hồi mình dùng 300 EW của mình cũng đã set up xong rồi nha. Mình sử dụng cái đồ quay nước của cái cắm trại các bạn. Rồi để mình quay cục thịt này nè. Khá là ngon luôn. Tự động hả em? Đúng rồi, cái này là tự động. Đây đây đây, bước tiếp theo là súp ớt thịt nướng. Dân giả. Ờ. Đúng chắc mình quên. Nhìn là thấy thèm. Bên mừng sao có, mình cũng phải có. Ờ, bên bên đây tự động luôn. Đó. Rồi trong khi mình để thịt chín thì mình nướng xúc xích mình ăn nha các bạn. Đây mở một chai. Đây, đợi một cái xúc xích. Đợi một cái xúc xích. Nướng thôi. Ba đợi mình sẽ nướng xúc xích.
Lấy chợ thịt chính nha bạn. Rồi xong rồi mình nước xích cũng đã chín rồi nha các bạn. Mình sẽ lấy xích ra. Xích thơm. Rồi rồi nè, để dĩa nè anh em. Chưa mà anh còn em. Một thủ tục nữa. Đây rồi. Đây. Một chai rượu vang Đà Lạt. Đồ khui đâu đại ca? Đồ khui đâu ta? Chắc phải nhờ mượn đồ khui 10 sao à. Oh wow. Đây. Đây. Chế rượu thôi. Chén của Lũ Bảy. Đây. Tàu Háo. Chén của Tàu Háo. Đây, còn đây là Tư Mã Ý, nắm nguyên cái tầm quắc luôn nha bạn. Đây, khoảng một chén. Đúng phong cách quý sở tộc. Wow. Gì vậy? Đây. Vô nào các huynh đệ của ta. Vô. Ngu đắng quá đi. Ui đắng dữ à. Không sao. Chúng ta đã kết nghĩa anh em. Bây giờ lên mồi. Mồi đâu? Năng ly nào. Cái hảo huynh đệ của ta. Vô. Rồi sau một hồi cái món thịt ba gọi quay tự động của mình đã chín rồi nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ lấy xuống cho những hảo huynh đệ của mình ăn. Đây. Thịt nè. Ôi. Ôi. Không sao không sao, muối. À, quy tắc 3 giây. Wow. Ngỡ vậy đã. Không quá. Quậy tới bến luôn, huynh đệ ơi. Rồi. Nâng chén nào, chúng ta là anh em. Vô. Ăn nào cái hảo huynh đệ của ta ơi. Đúng là thịt ngon quá hát. Thịt ngon mà có bạn hiền nữa thì còn gì bằng. Ủa, vô cái hảo huynh đệ. Vô tiếp nào. Vô. Huynh đệ nhật kỳ quá nha. Tàu Háo này hay điếm nha. Vô. 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 Ngủ ngon, ngủ ngon. Con đỡ ra chiếc. Chín đã, bọng nước à. Các huynh đệ ơi, chúng ta chỉ vô một sao hoài luôn đúng không? Mẹ, huynh đệ thật chó. Nói chung mà tem một sao của tụi mình là tối. Ăn que là quá đã luôn các bạn ơi. Lạnh lạnh ăn thịt nướng, uống rượu vang nữa. Con thịt bành. Đúng mà. Đúng không cái hảo huynh đệ? Anh em chúng ta không sai không về. Vô. Đây. Huynh đệ này. Gán. Quá ngon các bạn ơi. Rồi sau khi ăn uống xong xuôi, bây giờ mình sẽ quay review chỗ ngủ của bên một sao trước nha bạn. Và tối nay là ba bạn sẽ là ngủ sao ta? Đây, như này nè. Đâu cũng được không? Đạp dĩ rồi. Trời ơi, cái liều có 379 ca mà ba anh em nó ngủ được vậy hả? Tối nay mới được đã luôn. Ok. Rồi bên 10 sao tụi mình thì sẽ được ngủ tao một cái căn lều bông cổ rất là bự luôn nha bạn. Màu xanh dương ban ngày hơi chói mắt tí. Nghĩ là anh chủ này lên mua màu kem á bạn. Ngủ mới ngon. Màu xanh dương thì đẹp hạt á nhưng mà chói mắt quá. Ok vô nè anh cameraman xấu tính. Ở cái lều bông cổ thì được cái là nó rất là cao, bạn đứng như vậy luôn nè vẫn rất là ok. Thì kết quả thì nó sẽ rất là thoáng mát các bạn, ngủ rất là mát mẻ và ấm cúm luôn. Đặc biệt có mền, có niệm nữa. Mình có đem theo một cây đèn quẩy nữa bạn. Tối mà ngủ cái gì, cái tới giờ quẩy rồi. Và tình hình là như đã hẹn thì bây giờ tụi mình sẽ review mấy cái bộ bầu cua đồ giải trí rồi trước khi ngủ nha các bạn. Mà anh cũng khá là chán. Anh em mình phải làm chặn bầu cua. Đúng rồi bên đây. Tình hình là có hai cái niệm và lại ba người các bạn.
nên giờ dán bầu cua là nếu như ai mà hô á, có ai mà thắng là sẽ được một mình một cái luôn. Wow. Hợp lý không? Hợp lý anh, công bằng anh. Giờ ba thằng mình đều đạt hết. Thằng nào ăn nhiều nhất lần đó được ngủ một cái niệm nha. Dạ rồi. Rồi em đặt con gì em? Em bầu. Em đặt bầu hả? Dạ. Rồi ăn là cái bầu nha bạn. Rồi đại. Em chơi con gà, tối con gà. Em đặt gà đúng không? Dạ. Rồi cuối cùng là mình thì mình sẽ chơi con cua nha bạn. Bắt đầu chưa? Rồi anh ơi. Xíu, bao. Tài xíu, tài xíu. Gà. Ủa, tôm cá và cái đồng tiền. Không có ai luôn. Không có ai hết nha các bạn, lại làm lại hình dáng nữa rồi. Em vẫn kiên quyết chọn bao. Gà luôn như cũ thôi. Chắc không? Chắc. Ok. Ăn cua luôn hả? Đúng rồi. Khui. Chấp mà. Bầu, gà và tiền. Bầu, gà. Ủa sao có em với anh này? Rồi vậy là Lâm bị lợi. Rồi anh lắc cho tụi em á. Ok, lắc cho hai đứa cuối cùng rồi, đặt gì? Đúng rồi, em hả? Chuyển nha. Em chuyển xui. Em quăng cá. Em chỉ là ăn gà. Quá rồi, lấy chỗ luôn anh. Ok. Hello. Hello. Hai con cá. Một con tôm. Rồi, hai cá một con tôm rồi, đại có bánh chơi em. Đại đâu, cái niệm để thuộc về con đại với bạn. Cốc cốc cốc. Gì đó, ai nghe rõ trả lời. Cốc cốc cốc. Ai gọi đó? Tư Mỹ. Chứ hỏi. Tư Mỹ. Tư Mỹ lần nào? Đây, Tư Mỹ. Wow. Ủa sao ngủ em qua đây làm gì? Hai quân đội em đang ngủ ở bển rồi, giờ em còn chai nước ngọt với tấu gốc kích. Em muốn cho những quân đội em sáng có một buổi sáng no nê là chơi bầu cua. Đổi đầu. Ăn đầu với lộn. Em muốn chơi giải trí tụi anh đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà ăn trái cây đúng không? Đúng rồi. Rồi vậy ngồi đó an tọa đó em. Em có đồ chơi hết. Vậy là tụi anh phải tiếp em luôn rồi. Ok. Vậy là bên mình là không cần đặt mình làm cái mà. Một mình vậy nó đặt thôi ha. Rồi em đặt gì? Của mình là chơi này là chơi thiệt luôn các bạn. Của anh sót luôn nha. Rồi đặt cái em. Không. Tứ táo này nhỏ quá nha. Nếu như vô rồi chắc anh cho em được bú sầu riêng thôi à. Ok chưa? Ok, chơi luôn. Cho em dở luôn á, khôi. Chúng ta được một con cua nha các bạn. Một con cua. Một con gà và một đồng tiền. Anh há là tiếng nhưng mà tụi mình buổi sáng lại có táo rút kiếm thôi anh ơi. Anh thấy cười vui thế nha. Rồi đặt em. Anh ấy chọn bao. Đúng rồi. Dạ, hết một chai luôn à? Hết một chai đúng không? Đúng rồi. Lên này các bạn, lên. Rồi chúng ta có ngay con cua. Với lại đồng tiền nha. Cua gà. Ê bạn ơi. Rồi bạn còn cái mạng bạn muốn đặt vô luôn bạn. Rồi đặt trên cuối. Rồi đặt đi. Đừng đặt luôn nè. Đồng tiền. Đồng tiền đúng không? Đúng rồi, em không tin em hô ba với liên tục đâu. Trời ơi, có cua nè và gà nha bạn. Rồi. Búa cột mày tí ơi. Rồi, anh chị không có mạng, búa cột cho tụi anh coi ơi. Rồi, tình phải bán rồi. Tôi mới ý cái này bán nước luôn rồi. Bán người ta bất trí luôn rồi. Rồi, lên nhạc. Vô. 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 The next day. Rồi tại sáng mấy bạn ơi. Tình hình là Cao Đàm Anh với làng Đại ngủ chung nha. Chỗ đây là một mình của Đại mà Cao Đàm Anh ké luôn. Hôm qua ngủ trong cái liều này thì cảm giác là nó rất là thoáng mát các bạn. Không có lạnh lắm, đặc biệt là còn có cả mền nữa. Kinh nghiệm im nữa. Ngủ rất là 10 sao luôn nha các bạn. Sau khi kháo cái mền ra thì nó sẽ lạnh sương sương một tí nha các bạn. Oh my god. Hơi lạnh chút. Đây. Giờ mà ngồi đây là một cốc trà sữa, đồ cắp suối thì chắc sẽ rất là chill luôn các bạn.
Nhưng mà bây giờ mình sẽ kêu mấy anh cu dậy để đi review suối nước nóng nha bạn. Tại vì suối này là suối nó lộ thiên ở ngoài, không có làm dịch vụ hay gì hết các bạn, ai muốn tắm thì tắm á. Nên tụi mình phải đi sớm như vậy. Có câu là mọi người đến đông lắm mình không có chỗ tắm nha các bạn. Ok, hiện tại là khoảng năm mấy gần 6 giờ thôi. Kêu mấy đứa dậy nha các bạn. Dậy ăn ơi. Hello. Rồi tiếp theo là xem cái căn chòi 1k của ba thằng 1 sao coi cũng được không nha các bạn. Hello cu dậy. Đại ca. Tào Tháo hả? Tối cũng được không em? Được anh. Ngon không? Ngon, ấm lắm. Ba thằng ở chung một cái ấm lắm à? Đúng rồi. Cũng không có trong khí lạnh nè. Cái kính mít là ấm lắm. Ghê vậy. Chú Tây cũng nướng vậy kìa cu. Vậy đi tắm suối nước nóng rồi. Toàn. Rồi hiện tại là tụi mình đã đến được một khu vực hồ nước nóng nè các bạn. Các bạn thấy là quay gần là thấy là có cái bong bong bóng khí nó sụp 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 lên đó các bạn. Đó nước sôi đó các bạn. Từ dưới lòng đất xì lên. Bên kia là mấy ảnh tắm được kìa. Thôi nghi ngút luôn kìa. Wow. Không nóng, không hiểu tại sao. Đây. Nước này là chúng ta không có nhảy vô trong đó được các bạn. Nó khoảng 40 mấy độ hay sao á. Trời nó nóng lắm. Nước này bỏ thịt mì vô chín luôn á. Nên mình sẽ thử dùng cái nước nóng này mình pha trà có được không nha các bạn. Rồi đóng lại. Và chờ trà nó ra nha các bạn. Nói chung là bữa sáng nay là bên 10 sao tụi mình là sẽ trải nghiệm tắm suối nước nóng và ăn bên bờ suối luôn nha. Đại mấy sao của người ta? 16. Thì trải nghiệm nỗi đau vô cùng với anh thôi em. Đừng có lên đầu nha. Ở đây không biết sao nó thiết kế rất là chuẩn luôn mà. Đây là một cái ca nước sôi. Thì phía dưới đây chúng ta có một cái dòng suối nè các bạn. Suối tự nhiên luôn. Từ bên thu dân sinh xuống hay sao màu vàng nè. Đó. Mình sẽ pha lại các bạn. Pha vô. Sau đó tắm. Mình mà dân chơi là mình tắm mà cái thời tuổi trẻ mình là mình tắm như vậy đó dân chơi đó bạn. Nó sẽ nhiễu từ từ ra mà mình cảm nhận nỗi đau từ từ nha các bạn. Đây đây mới mượn được cái ca thứ nước sôi nha các bạn. Đó tắm nỗi đau luôn em, lên đầu luôn. Ok chưa, lại cười chưa. Rồi. Rồi đau lắm á. Phải dài mới đúng nè. Ôi lạnh quá anh, lạnh quá. Rồi đi lên. Rồi tình hình là hôm qua là ăn được bồn cua, cái chai nước suối của dĩ các bạn. Yeah. Mình sẽ ngâm coi nó mắc tiêu không. Ồ oh, tuyệt vời. Nước suối chúng nó nóng cũng ngon lắm. Có táo nữa anh. Táo con dĩ luôn hả? Dạ. Sợ chìm táo của em à. Ừ, của em nhớ của mình em à. Ủa từng mà ý chưa nói với mấy em à. Tại sao? Hả? Huynh đại vậy chứ kỳ quá. Ủa, đã, hôm qua tôi mới lỡ bán cái tâm quốc rồi. Những lúc như thế này tôi mới phải dùng một nụ cười tự tin. Không rồi, phải chừng chị từng mà ý thôi. Sẽ lại gần nè, đây. Đại đâu ta? Sao có ô cái gì? Sao nó dày dữ hả? Bự chứ à. Ủa người được chọn. Công bằng ở đâu? Cái gì đây? Vậy? Sao miếng anh đẹp chứ miếng em nhìn kìa. Người được chọn á em. Em không được chọn rồi. Rồi tiếp theo là tụi mình sẽ một cục bự vậy đúng không anh? Ừ. Đúng là 10 sao. Rồi mình chay ra cho tét bơ cái đứa. Tiếp theo là tụi mình sẽ bỏ cái trứng gà lên nha các bạn. Đây. Trứng gà thì cũng phải bóp bỏ ra. Ăn phong cách văn giả mà nó phải vậy. Nhìn tiếu chưa? Vậy đó. Cái này đẹp em, cái trứng này mày để bên đây mới đúng chứ. Đồ, không có sự cân bằng gì hết em. Vậy là đẹp rồi anh à. Rồi. Đây, bữa ăn sáng đầy đủ chất dinh dưỡng. Ăn cũng được á. Nó vừa hơi bùi bùi và béo béo của trứng. Mặn mặn ngọt ngọt chua chua của mayonnaise cộng thêm bơ. Rất là thiên nhiên mà ngon đúng không bạn? Rất là bơ luôn. Bơ quá. Đó là lạ mà ăn được quá. Ừ, ngon lắm á, lạ lắm á. Trải nghiệm nỗi đau, nước suối. Nguyên chất bạn, cái màu vàng luôn kìa. Oh my god, nước đáy luôn nè. Trời sao cái nó nước đáy cái hết thành 10 sao luôn. Không có văn mình. Ủa rất là cục trà luôn hả? Vô. Vô. Hảo hán. Nghe uống nước trà vậy bạn. Trà mà. Uống nước trà luôn á. Được mà. Anh làm uống gì kìa vậy? Ủa có mình em uống thôi. Cũng ngon hết chứ.
nước này với lòng đất lên em rất là thiên nhiên luôn em, không có một tí tạp chất gì trong đó luôn em. Vậy sao này uống gì kỳ vậy? Không, người ta là luôn sơn bạc người ta uống vậy không em? Uống cái chảy chảy xuống nó mới nhậu. Bảo hẹn, anh em không hẹn, vô. Vô, vô. Rồi, tới một sau của mình sáng sẽ ăn bánh mì nha. Rồi. Rồi. Đúng rồi. Sáng này mà thấy bên 10 sao ăn bánh mì kẹp xúc xích vô, ớ là trứng với bơ rồi ngon quá. Rồi bên một sao sáng của mình có bánh mì kẹp luôn nha. Đây, đây, bánh đâu? Mì kẹp bánh mì. Không ngon. Được rồi. Rồi, 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 rồi. Ăn đi ra. Đợi cha sẽ mời anh em ta ăn nào. Đúng vậy. Tào Tháo. Đây. Từ từ nha. Hai chén rượu này là rượu hề á. Vô. <Yeah. cười> Ok, nói chung là tụi mình vừa mới xong bữa ăn sáng bạn. Bây giờ là quyết định là ăn nhẹ lại nha. Táo này quen không vậy? Quen quá anh ơi. Sao có thể giải. Dù sao thì em cũng đã bán ba quát cho anh rồi. Không lẽ anh lại bội bạc với em đúng không? Đây, cho em một trái chứ. Đại trái. Còn đây là rượu vàng đào gì của tụi nó nè các bạn. Ủa sao nó xì hối kìa. Tuyệt vời lắm á. Nước ngọt ngâm nước nóng vô á. Wow. Dũng nước sôi vậy đã lắm. Cười một cái. Sao được không? Được á. Dễ dễ ngon lắm á. Nó nhiều ga hơn á anh. Ồ mà ngon lắm. Ấm 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 ấm. Để em châm rượu cho anh Tào Tháo. Đâu, anh mà tư bí, nắm nguyên tao quất lên. Tư bí thằng nào. Ok, nói chung tụi mình kết thúc video tại đây nha bạn. Clip hôm nay cắm trại 1 sao 10 sao bên bờ suối. Kết quả là khu này có cả suối nước nóng luôn. Trải nghiệm rất là tuyệt vời các bạn. Ok, bạn đã thích series của tụi mình để lại một like cho nhà đặc biệt nhắn đăng ký kênh để nhà được thông báo thì tụi mình ra những tập khác các bạn. Tạm biệt các bạn. À, và mọi người đừng quên nhấn vào link tao phần mô tả video để tải game Gaia Kingdom với bản cập nhật nền văn minh thứ 13 nền văn minh Ai Cập nha các bạn. Và đặc biệt là nhấn vào phần mô tả video là nhập thêm cái mã code nữa để nhận thêm nhiều ưu đãi từ game Gaia Kingdom nha các bạn. Ok, vậy thôi.